Thưa quý vị và các bạn, sau bữa lẩu sinh nhật bạn, cô gái sưng đau họng nhưng chủ quan và không đi khám. Kết quả cô bị viêm nắp thanh quản và tử vong ngay khi đến bệnh viện. Sự việc hy hữu xảy ra ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Một cô gái 26 tuổi sau khi kết thúc công việc làm thêm vào buổi tối đã vội vã đến nhà hàng lẩu để ăn mừng sinh nhật với bạn mình. Sau bữa lẩu thì cô gái bắt đầu cảm thấy hơi đau họng, nhưng nghĩ rằng đó là bởi vì lẩu quá cay cho nên cô cũng không mấy để tâm. Sáng sớm hôm sau thì cô gái cảm thấy cổ họng càng lúc càng đau và thậm chí còn hơi khó thở và khó nuốt. Cho rằng bị viêm nên cô đã tự uống thuốc kháng viêm ở nhà rồi đi làm. Nhưng không ngờ tình trạng nghiêm trọng hơn. Cô gái cảm thấy ngột ngạt và toàn thân ớn lạnh nên đã xin nghỉ làm và đến bệnh viện thăm khám. Nào ngờ khi vừa đến bệnh viện thì cô gái đột nhiên thở ra một hơi nặng nề, ngã xuống đất rồi nhanh chóng tử vong. Dựa trên các triệu chứng trước đó của người phụ nữ thì bác sĩ sau khi kiểm tra đã phát hiện thấy nắp thanh quản của người phụ nữ bị sung huyết và sưng lên, làm tắc nghẽn thanh môn. Lãnh đạo khoa tai mũi họng của bệnh viện trực thuộc Đại học Sư phạm Hàng Châu cho biết, viêm nắp thanh quản cấp tính là một trong những bệnh cấp tính nặng và biểu hiện chính là phù nề nắp thanh quản cao, tổn thương các mô xung quanh trong tình trạng xấu, nếu không được cấp cứu kịp thời thì chỉ cần 10 phút là ngạt thở và tử vong. Vị bác sĩ này cũng chỉ ra rằng, mặc dù viêm nắp thanh quản cấp tính rất nguy hiểm, nhưng miễn là kịp thời đi khám và chẩn đoán rõ ràng thì việc điều trị cũng không phải là quá khó khăn. Bác sĩ này cũng cho biết thêm, thông thường liệu pháp hormone sẽ hiệu quả hơn. Việc sử dụng hormone có thể cải thiện tình trạng phù nề ở thời gian ngắn, có thể phối hợp kháng sinh khống chế viêm nhiễm. Một khi tiến triển thành khó thở trầm trọng, nguy hiểm tính mạng thì lập tức phải nhanh chóng đặt nội khí quản hoặc mở khí quản mới có thể cứu được tính mạng của. Thưa quý vị và các bạn, theo PSIC, ngay sau khi có tin vợ chồng Jay-Z và Beyoncé chi đến 200 triệu đô la Mỹ để sở hữu biệt thự ở khu Malibu của Mỹ, khán giả rất tò mò muốn biết diện mạo nơi này ra sao. Tuy nhiên kiến trúc của cơ ngơi đã trở thành chủ đề chê bai. Siêu biệt thự bị nhiều người dùng mạng xã hội nhận xét là giống hầm trú ẩn trong Thế chiến thứ hai. Nhà tù hoặc trung tâm mua sắm bị bỏ hoang. Có người còn so sánh nhà mới của nam rapper giàu nhất thế giới với siêu thị giá rẻ Costco ở Mỹ. PSIC cho biết nhiều người đồng tình quan điểm rằng ngôi nhà xấu xí. Trước hàng loạt bình luận chê bai thì vợ chồng Beyoncé tỏ ra không quan tâm. Ngày 20 tháng 5, TMZ đưa tin vợ chồng Jay-Z và Beyoncé là chủ nhân mới của dinh thự từng do nhà nghệ thuật William Bells đứng tên. Ngôi nhà theo lối kiến trúc tối giản và được thiết kế bởi Tadao Ando, kiến trúc sư nổi tiếng người Nhật Bản, người từng đứng sau vẻ hào nhoáng của biệt thự 57,3 triệu đô la Mỹ của Kanye West. Bất động sản ban đầu được niêm yết với giá là 295 triệu đô la Mỹ, nhưng sau đó thì rapper Jay-Z và vợ anh chỉ tốn 200 triệu đô la Mỹ để trở thành chủ nhân mới của nó. Theo hãng TMZ thì thương vụ sang nhượng này đắt đỏ nhất bang California và đắt thứ hai trong cả nước. Một căn hộ ở New York từng được bán với giá lên đến 238 triệu đô la Mỹ.